Vậy thì làm thế nào để tính được biểu lũy tiến toàn phần như thế này nhanh? Ok ạ, cảm ơn chị Hiền ạ. Thì các bước của chúng ta làm thì các bạn có thể theo dõi được là ở đây. Đúng không ạ? Thì đây là hoặc là chúng ta sẽ lấy thu nhập nhỏ chúng ta cộng lên là từ tiền lương cộng với các cái khoản gốc chúng ta cộng lên. Hoặc là mọi người có thể là thể lấy tổng thu nhập như tôi có nói đấy. Là chúng ta lấy tổng thu nhập chịu thuế trước này, tổng khoản thu nhập trước này. Sau đó các bạn gạt đi các phần thu nhập được miễn thuế, ví dụ như là phần ăn trưa, ví dụ như là phần khoản chi điện thoại, đúng không ạ? Đây là hai khoản thu nhập được miễn thuế chúng ta sẽ không phải tính vào đây. Thì sau khi trừ ra thì kết quả của nó cũng là giống như này thôi, 28 triệu 6 này. Sau đó chúng ta trừ đi hai cái phần mà được giảm trừ, đó là giảm trừ bản thân mình 1 triệu và giảm trừ đối với phần bảo hiểm là 3 triệu 146 nghìn. Về sau khi mà có được cơ sở tính thuế là 14 triệu này rồi thì mời cả lớp các bạn gióng cho tôi sang cái biểu thuế lũy tiến ở đây. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy là 14 triệu 454 nghìn nó sẽ rơi vào bậc 3 của biểu lũy tiến đúng không? Là mức từ 10 đến 18 triệu. Thế thì làm thế nào để tính được nó thì tôi sẽ lấy 15% của nó, tôi trừ đi 0,75 triệu. Đấy. Thế còn nếu mà làm tại sao mà biểu thuế người ta lại ra được cái đoạn đằng sau này này là trừ 0,25 trừ 0,75 trừ 1,65 vân vân này này. Thì các bạn hiểu là để tính được ra cái thuế thu nhập cá nhân ấy thì không phải là tôi lấy thuế suất là 15%, tôi nhân luôn với thu nhập là tôi ra. Mà vì biểu thuế thu nhập cá nhân nó là biểu thuế lũy tiến từng phần, đúng không ạ? Vậy thì thế nào là lũy tiến từng phần thì tôi giảm thêm cho chúng ta một chút đoạn này này. Bởi vì cái này thì kể cả pháp luật của các quốc gia khác người ta cũng sẽ áp dụng tương tự. Nên chúng ta hiểu một lần thôi thì chúng ta cũng hiểu là logic của thuế quốc tế nó tương tự như vậy. Thì chúng ta nhìn thấy ý, là theo biểu thuế lũy tiến từng phần này thì nó sẽ chia các bậc thu nhập ra thành 7 bậc khác nhau. Trong đó thì bậc đầu tiên là từ 0 cho đến 5 triệu đồng, tôi sẽ áp dụng thuế suất là 5%. Bậc thứ hai tôi sẽ áp dụng là từ 5 cho đến 10 triệu đồng, tôi lấy 10 trừ đi 5 này. Từ 5 cho đến 10 triệu đồng, tôi áp dụng là 10%. Và bởi vì thu nhập của chúng ta bậc thứ ba của biểu lũy tiến là 14,454 này này, trừ đi 10 thì nhân với 15%. Đấy. Thế kết cục của quá trình mà tôi cộng ba con số này lại này thì các bạn cũng sẽ thấy là nó ra còn một con số giống hệt với việc là tôi lấy 15% của 14 triệu 454 và tôi trừ đi 0,75 triệu đồng. Bởi vì hệ số này này bản chất của nó chính là được kết cấu từ hai cái hệ số ở phía trên này, này người ta trừ ra. Đó. Thì cái cách mà để tính nhanh thì chúng ta thiết lập thì chúng ta dùng cho tôi là cái cột bên phải cái công thức này nhá. Và công thức này thì khi mà chúng ta học thì nó sẽ dùng được cho chúng ta trong rất là nhiều những cái ứng dụng lúc sau. Đấy. Thì mọi người hiểu vì sao cái bài này nó lại ra được cái số thuế là 1 triệu 418.100 đấy.